Rồi, là đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ miền Nam miền Bắc, đặc biệt là những anh em đam mê câu lục đánh giặc bờ biển, câu bạo lực. Hôm nay em sẽ tiếp tục lên cho anh em tổng cộng là chín con máy. Chín con máy này, chín con máy có nong thôi nha mọi người. Rồi, để em vô cụ thể giá cả từng máy cho anh em xem. Rồi, rồi tiếp đây là con máy số 1 nha mọi người. Đây một dòng Daiwa Longben GST 3000H, máy còn khá là êm, hàng nội địa Nhật. Máy này còn khoảng tầm khoảng 90% ăn lên trong ơi cước mô bên sống con lăn lăn nha mọi người. Máy em bán cho mọi người làm test con lăn hết nha. Màn hình khá là ok. Dòng tua con này là 5.1.1. Lấy cước ok. Hoạt động chân chu nha. Động tái hoạt động đuôi chân chu. Đây, ta quay gấp lại được nha mọi người. Rồi, giá công khai con này luôn, giá công khai là 1 triệu 2 cộng ship cho mọi người. Đó, máy số 1, 1 triệu 2 cộng ship. Ngoại hình thì như clip em quay. Rồi, tiếp theo sẽ là con máy số 2. Đây, con máy số 2. Một dòng Daiwa Emblem 4500T. Bắt green. Con này có xây tương đương với là xây 4500 thì có xây tương đương với xây, để xem con số cước đây. Đây, cước 7 với được 100, cước 7 với được 170 m, cước 8 được 150 m, xây tương đương với là xây 7000 nha mọi người. Đó, máy hoạt động trơn tru im mực. Mô bin sẽ là mô bin sống. Đây cước ok. Con lăn thì bằng đồng thau, hạn chế ăn mòn. Nó hoạt động trơn tru. Đây, ngoại hình máy thì hơi xước xát một ít. Để em nuôi sống nè, ngoại hình máy đây em soi cho mọi người xem. Đó, ở đây thì nồi ok, không lỗi nha. Đây, xước xát ở đây một ít. Nói chung thì con này xước xát thôi. Máy xước xát, em báo xước xát. Bên sống nha, hàng nội địa Nhật. Rồi, giá công khai 1 triệu mốt cộng ship, máy xuất sắc, bán giá xuất sắc 1 triệu mốt cộng ship mọi người. Máy số 2 1 triệu mốt cộng ship. Rồi, tiếp theo sẽ là máy số 3, vẫn là một con Daiwa ST 4500T, xe tương đương với là xe 7000, thông số cước là bằng giống như con số 2 nhưng mà nó mới hơn một ít. À, rất là mới, con này bóng luôn á, không bị xước. Con đang vẫn là băng lòng thau, máy pin zin chưa bung luôn. À, ngoại hình xuất sắc thì ít hơn con kia, con này tầm khoảng 93%, con này cũng hoạt động êm mượt đó. Anh em mua máy của em thì kiểm tra hàng trước thanh toán, hàng lỗi thì anh em gửi về cho em hàng ok đó. Anh em có thể lấy con này về đánh cha cũng được, đánh cha đánh chim, nói chung dòng cá nông này đánh dễ đánh, đánh thể loại nào cũng được hết, đánh lục đánh giặc bờ biển cũng ok, kéo rất là khỏe nha mọi người. Đó, rồi máy số 3. Đó, máy số 3 có giá công khai là 1 triệu 2 nha mọi người, 1 triệu 2 cộng ship. Máy số 3 1 triệu 2 cộng ship. Tiếp theo sẽ là con số 4. Vì em về đợt này thì có 5 con Daiwa Emblem giống nhau luôn, nên em đánh số trên đây để anh em nói mua máy mới sẽ gỡ máy cũ. Đây, máy số 4 này cũng là con 5500 Emblem 4500T, xe tương đương với là xe 7000. Con lăn vẫn là con lăn bằng đồng thau, mô bin là mô bin sống, kêu rất là giòn nha. Đây, ngoại hình con này thì ít xước luôn. Nói chung thì những phần xước đây thì không thể tránh khỏi rồi. Hình khá là mới.
nói chung không được 95% thì cũng được 93%. Đặt đầu im mực nha. Đó. Nói chung tất cả máy này em lên cho anh em á, máy nào lỗi cái gì thì em báo lỗi cái đó. Đây, con máy này thì có tặng động nồi, cho nồi nó càng nông hơn nữa, đó. Phụ kiện đi theo thì em để đi theo. Đó. Rồi, máy này vẫn có giá 1,2 triệu cộng ship nha mọi người. Máy số 4 1,2 triệu cộng ship. Rồi, tiếp theo sẽ là con máy số 5. Đây, con máy số 5. Đó. Vẫn là con Emblem 5500T 4500T chạy bằng battery. Con này dòng tua hình như là 5.1 á mọi người. Mô bên là mô bên sống. Xe tương đương với là xe 7.000 nha mọi người. Nồi, cái nồi chứa dây tương đương với xe 7.000. Máy hoạt động ok. Đó, máy hoạt động ok không lỗi nha. Tất cả những máy này em lên máy nào lỗi báo lỗi. Rồi bên sống. Đây cứ ok. Có trong gói cước. Đây, rồi kể cho mọi người xem. Đó, máy này trong đây thì dính bụi một ít thôi. Đó. Đây, đít nó vẫn bị sức ít nha mọi người. Đây, máy này có tổng động, có tặng động nồi nha. Cho nồi nó nông hơn nữa. Hoạt động êm mượt. Rồi, máy số 5 vẫn có giá là 1,250 triệu. 1,2 triệu cộng ship. Máy số 5 vẫn có giá 1,2 triệu cộng ship nha. Rồi, tiếp theo là con máy số 6. Vẫn là một con Emblem. Con này là con Emblem 5000T. Máy xước ít một tí. Ngoại hình cũng còn khoảng 90-93%. Chạy battery. Hàng vẫn là hàng nội địa Nhật. Máy hoạt động thì trơn tru, không lỗi. Đó. Quay ngực ok, quay tới ok. Bobin là bobin sống, lấy cực ok. Máy này có dây 7 đi theo. Đó. Dây này còn rất là mới. Con này có xe là xe 8.000 nha mọi người. Đây cước 8 được 200m, cước 10 được 110m, 150m. Xe tương đương với xe 8.000. 8.000 gửi hoạt động chân chung. Rồi, máy này vẫn có giá công khai là 1,2 triệu cộng ship nha mọi người. Máy số 6 1,2 triệu cộng ship. Tiếp theo sẽ lên con máy số 7. Dòng trên đây là tổng cộng em lên là 3 con XT. XT hàng này hàng Shimano có nông. Đó. Rồi lên từng máy cho mọi người xem. Đây, con thứ nhất. Con số 7. Đó, hàng nội địa Nhật nha mọi người, Japan. Japan. GT 7000. Thân thì thân carbon nha mọi người, máy để là thân carbon, em báo là thân carbon. Đó. Mô bên là mô bên sống. Máy hoạt động trơn tru nha mọi người. Rất là nhẹ. Không rung lắc nha. Máy này hoạt động không rung lắc. Mô bên là mô bên sống nha mọi người. Đó. Để cước ok. Con lăn thì con lăn chống gối cước. Đó. Con lăn đây. Lăn này làm sao mà mòn được. Đó. Đây ngoại hình, đây ngoại hình con này á, thì khoảng tầm khoảng 95%. Đây con nồi này là nồi tiếp 5. Nồi tiếp 5 thì đây thông số dòng tua là 3.8.1 nha. Đó, dòng tua 3.8.1. Chạy 3 mặt đạn. Để xem nồi số 5 cho được nhiêu mét. Rồi nó không để thông số cước. Nồi số 5 này em nghĩ là thông số cước, số nồi số 5 sẽ tương đương cũng là 6.000. Máy sử dụng là hai nồi. Một nồi mô bin chết. Đây, đó. Nồi là nồi mô bin chết. Nồi tiếp 4.
nồi là nồi bơm sống tiếp 8. Đây. Tiếp 8 thì số 8 vô được 200 m. Là số 5 vô được 200 m. Đó. Đó, máy là ba nồi nha mọi người, một nồi hai nồi phụ một nồi chính. Đó. Ngoại hình thì khoảng 95%. Ngồi bên sống. Đây cứ ok. Rồi, giá công khai 1 triệu 6 cộng ship. Máy số 7 1 triệu 6 cộng ship. Máy số 8 khoảng giá như vậy 1 triệu 6 cộng ship nha mọi người. Đây, máy số 8 vẫn là hàng nội địa Nhật. Ngoại hình GT 7000. Nồi 8 vô được 200 m. Máy chạy 3 mặt đạn, dòng tua 3.8.1. Dòng tua rất là nhẹ nên quay rất là nhẹ tay nha mọi người. Nhẹ tay nha. Đó. Nói chung thì để con này câu thì câu lục, câu giặt về biển, tải cá rất là ok. Mô bên sống. Không độ chế nha. Đây, ngoại hình ở đây, soi kỹ cho mọi người xem. Đó. Đây, ít đít gắt, ít là xước. Ba mặt đạn 1 triệu 6 cộng xếp. Tiếp tục là con máy số 8 vẫn là sử dụng 2 nồi, một nồi mua bên chết, một nồi mua bên sống. Đó. Một nồi 5 và một nồi 8. Nồi 5 có xây 6.000, nồi 8 có xây là 8.000, 9.000. Tiếp theo là con máy cuối cùng, con máy số 9. Đây, vẫn như vậy, ba con ngoại hình y hệt nhau luôn. Vẫn là ngoại hình tầm khoảng 95%. Đây cứ ok. Đây, nó không xước đít nha. Đấy, bán hàng thì em soi kỹ cho mọi người từng chi tiết một luôn á. Không có quơ lại bỏ xuống. Đây con lăn nha mọi người, đảm bảo mọi người là lăn. Nó bị sống. Con lăn này là lăn chống gói cước. Đó. Máy hoạt động ok, không kêu mặt đạn, không gơ. Nó bị sống. Những dòng máy này nè. Độ giặt của cái cước nè, rất là mạnh nha mọi người. Giặt cước này anh em săn hàng thì anh em biết. Độ giặt của nó rất là mạnh. Vẫn là hai nồi, một nồi 5 và một nồi 8, một nồi bên chết và một nồi mua bên phụ. À, đi theo máy là máy 3 nồi, một nồi chính và hai nồi phụ cho anh em đánh tùy theo thể loại anh em đánh. Đó. Máy không độ không chế. Rồi, máy số 9 vẫn có giá là 1 triệu 6 cộng ship. Đó là tổng cộng 9 con máy em lên cho mọi người hôm nay. Anh em nào cần có thể liên hệ với em để số điện thoại ở góc này màn hình. Rồi nha, chào anh em.